Bài số 28. The couple. Đây là một thuật ngữ tiếng Ý. Trong tiếng Ý, couple có nghĩa là đầu. The couple có nghĩa là quay lại từ đầu, được viết tắt là D.C. Và DC sẽ được viết ở phía dưới của khuôn nhạc, cho chúng ta biết đoạn nhạc này sẽ được quay lại từ đầu. DC of 5, tức là the couple of 5, có nghĩa là quay lại từ đầu cho tới 5. 5 có nghĩa là end hay kết thúc. Vậy đầy đủ nghĩa của DC of 5 có nghĩa là quay lại từ đầu cho đến chữ 5, thì bài nhạc sẽ được kết thúc tại đây. Và DC of 5 cũng được viết ở phía dưới của khuôn nhạc. Ở ví dụ này, từ đầu chúng ta sẽ đàn cho đến khi nào thấy chữ DC of 5, chúng ta sẽ quay lại từ đầu và đàn cho đến khi nào gặp chữ 5 thì bài nhạc sẽ được kết thúc tại đây. Và chú ý, tại DC of 5 chúng ta có double bar, tức là bật kép, và tại chữ 5 chúng ta cũng có double bar, tức là bật kép.